để sofa bên kia được chứ mà không phải không được. Nhưng ý là cái sofa ở trong đó nó rất là nhỏ thì không có sang, cái kệ mình có thể nhỏ được. Thay mười Ví dụ chín kệ cái này, ví dụ có thể mình làm ở trên cái kệ dài đó, mấy người chứ mà làm cái tủ đó nhìn cái nhà nó ngợp quá. Rồi nhìn ha, vô cái thiết kế của em nhìn nó rất là thoáng, có điểm nhấn, ví dụ nó kính bức tường nó giống như thế nào, tủ dài nó giống như thế nào. Như của anh nè, cái bếp như vậy nè, cửa cái chỗ này anh cũng có phải học cái gì nè, anh thiết kế là nó vừa cái tủ là nó bằng mí này thôi nè. Như là cái tủ chị ra là thiết kế như nó bằng cái này bằng luôn, xong rồi bắt đầu là vừa mở cái tủ lạnh này, nó có cái tủ trên để đúng làm cho không? chị mấy cái hộp để mà chưng rượu khúc trên này. À, tân chưng rượu là cái chiều sâu nó bằng này luôn đúng không? Đúng bằng rồi, bằng bằng 600 thôi. Đúng không, rồi. Đừng có full đây. Dạ 600 thôi. Đúng, đúng. Thứ hai nữa là cái này thì em làm ngang mí này thôi. Em mí không tròn. Để em xử lý cái này cho anh chị luôn. Biết sao ở kinh nghiệm làm ở đây nhiều quá là cái bản tiện nha. Nó phải di chuyển hẳn qua một bên luôn. Để cái tủ lạnh nó mới đẩy sát được. Chứ thôi, cái này không là mất 5-6 phần này. Có nghĩa lúc đấy em sẽ di chuyển ra bên ngoài. Đưa nó cái này xử lý rồi không? Em đưa cái dây điện ra ra kế cái ra đại diện nhỏ gọn. Cái tủ của anh nó dạng trong này nè, rồi sau lúc đó cái bàn của anh nó cong vậy nè. Đúng rồi. À, nó cong vậy xin nhau ok hơn. Anh không có chỗ này không để tủ. Hiểu không? Thứ nhất nó làm mất cái diện tích giường, mà hai nữa là lấy đồ nó đặt, nó leo giường lấy. Leo nó bước. Đúng không? Anh không thích. Có nghĩa là không không có làm thêm cái kiểu này. Cái tủ mình phải đẩy nó ra ngoài hẳn luôn. Thiết kế làm sao mà cái tủ. Thay đồ không cháy. Ủa em lắp máy nước nóng này mà. Ủa? Ừ. Trời, em bao con này mà. Quá là làm đó hả? Chứ ai? Em đi từ đường nét này là đi chỗ đó. Chứ không phải là cứ thấy cái tủ bê vô, thấy cái nào bê vô như mình. Như hôm này, dạ. Thì anh không thích để tủ vậy, em thiết kế cái gì? Mình thiết kế sao? Thì tủ ở phía dưới anh. Hồi nãy anh nói là tủ phía dưới tới đây đúng không? Ừ. Rồi cái bàn mình học mình nó sẽ cong như này. Chỗ đây mình làm kệ sách ở trong đây cũng được nè. Hoặc là mình làm kệ sách đây thì nó sẽ bước hơn. Cái giường là anh sẽ phun qua luôn. Phun qua luôn. Đó. Dạ. Dễ mà. Rồi ở trên đó là cái khúc trên này nè tí nè. Làm cho chị một cái tủ máy học trên này là chưa để chăn ra mùn mềm và ba cái đồ linh tinh đó. Đâu, thì trên này đó. Nó phun nó lên đây rồi. Thì trên cái này là cái dạng như này. Kể cả bên em làm những cái tay nắm bên em đi rất cực kỳ. Tay nắm thì chỉ bên em tưởng làm thôi. Vét quát như vậy nè. Chỉ bên em tưởng như em bên em mà cũng có xử lý được mấy cái tay nắm như này. Đẹp nhìn đó. Nhìn cao cấp đơn giản. Bên kia chị thấy không? Đây lắm nhìn. Em hiểu cái này là biết bên em chuyên làm cái sản phẩm cao cấp, chị nhìn vô chị biết à. Nhìn gọn đẹp sang. Nó ít mét vuông. Chị nhìn thấy nhiều khi đồ đạc nó nhiều, nhưng những cái chỗ nào mà tận dụng được á dạ, thì đúng mình rồi. phải tận dụng. Đúng rồi, đúng rồi. Mà mình làm một lần luôn. Còn cái phòng ngủ của cái phòng ngủ bự á, khi mà mở ra là mở cửa ra là khúc cái này nè. Em làm cái học á, cái tủ vậy à, cái tủ sâu nữa á. Để đồ á. Để đồ đúng rồi đó. Tủ đó em phải làm đẹp hơn. Tủ đó. À cái này phải làm kéo ra. Bà thông minh chứ chị. Đâu kéo thì coi cái này nè. Cái này cái mới lấy em còn chưa biết xài, em dưới đấy em chưa biết xài luôn. Lắm ra sao. Cái này bữa giờ người ta xài nhiều lắm. Là kéo ra. Hôm bữa không nhóm mình. Cái mặt đây là kéo nó mà còn mặt đâu nữa mà kéo. Kéo ra chị, kéo ra. Giờ chị kéo vô dấu thôi. Dấu trong kia.
À, đây này, cái mặt, cái mặt. Vậy là cái này không phải loại kia. Loại kia mới chắc mắt hơn. Loại kia bữa của mình coi là mắt hơn. Không có ấy được, hết rồi. Hôm bữa là cái loại là nó bật. Em làm cái tủ giày nó cũng sẽ khác cái mấy bữa chỗ. Cái này là xếp bớt xuống được chứ không có làm ra được nữa. Cái này là xếp cái mặt. Dạ xếp thôi chứ giờ nó kéo cái mặt cơ bản này kéo rồi anh. Hết rồi. Giống như cái tủ giày em làm thì từ cái cánh cửa em lấy cái tông màu chủ đạo của tủ bếp luôn đó. Nhìn vô. Ví dụ như còn các anh chị thì làm màu xám, xám nhạt. Nó từ cái đường nét, từ cái tay nắm thì nhìn anh hiểu rồi. Chứ mình thì đặt cái tủ khách khác rồi, nó đặt chỗ này. Thì mình vô đủ cái tường này. Dạ đúng rồi, kiểu khác, đúng rồi, kiểu khác. Đúng rồi, kiểu khác đó. Còn cái này nè, Trí nè. Dạ. Nên này em làm cho chị cái kệ nhựa, dưới này cũng nhựa. Tủ đúng không? Nó có tủ đây nè, có tủ đây nè. Không phải che cái đó lại. Nhưng mà đừng có tủ làm bằng đồ để mấy cái đồ vệ sinh rồi á. Cái là làm bằng nhựa. Đúng rồi, cách đất ở cỡ tầm 20. Đúng rồi. 20 là được. Nãy anh tính cái chị Hành là làm cái tủ gỗ luôn á, anh thích đồ gỗ. Là tủ gỗ. Thì ý biết rồi, ý là người ta thích sở thích mà. Sở thích mình đâu ép được, ý là mình thích gì mình làm đó thôi. Cái này sẽ giá làm bức tranh lớn. Đây chị không để kệ nóc hả? Hả? Kệ bằng 3.4 á. Không phải bằng gỗ. À bằng nhựa. À rồi. Rồi rồi, rồi thích nhựa. Đó mình sở thích đó thì mình làm thôi. Dạ. Nhắm rồi kia đâu. Giống như anh thấy đồ cũng được. Cái này em không chạy nẹp hả? Dạ không. Em khách không gặp. Cái chỗ cái chỗ ấy là cái trí nướng cũng được nè. Bảo vệ tường. Giống như bên chị Hương. Sao chị? Cái. Dạ, kiến này ha. Thì được mà. Ờ ok, về nhà cái hoặc là đi ra khỏi nhà cái soi cái hả? Ok, ok, ok. Tất tần tật là có chỗ nào có cái kiến. Đúng không? Phải có một nhà là phải làm cái gương phun vậy. À, đúng rồi. Không, ok, hợp lý. Hợp lý. Này là giống như khách sạn luôn đó. Còn cũng như khách sạn luôn. Đấy, chị Phương nhìn thấy nó thoát thôi. À, cái này là kiến này hả? Nhà kiến vàng, kiến này kiến loại mới luôn đó. Nói chung là nhìn sang, sáng. Thấy cái chất em làm nó khác không? Thì chắc em làm là thiên về cái thẩm mỹ chứ không phải làm cứ làm cái tủ đặt rồi làm cái cửa thì làm cái vậy thôi, cửa cũng đừng có làm cái đẹp cửa rồi em cầu vòng, rồi cầu vòng làm kia nó vướng. Đúng rồi, cái này đơn giản, đây là rèm cầu vòng. Anh vậy nhìn cái từng cái tủ em làm á, với cái cách thì dài cái gương cái góc thì sao là nó thuộc là cái cao cấp giường á, chứ em không có làm kiểu cục đấy em. Có nghĩa là cái này nè, cái bàn ăn đó em điểm nhấn cái chuyện nhẹ nhàng, cái dạng dày thôi nè. Bàn gỗ cái gì là phải chị? Tông màu là chị dùng màu gỗ đúng không ạ? Màu gỗ này à? Hay là màu sáng? Màu thì chắc nếu cái tông màu thì chắc là nếu mà mấy cái này xám thì cho nó xám hết đi. Xám không đi. Nó xám nha. Xám nhẹ. Rồi vậy hai lấy theo cái tông cửa cũng được kìa. Màu cửa nha. Rồi cái thứ hai nữa là cái kệ dép á, ở ngoài vô nè. Và cách chỗ để dép luôn. À con này dép á, em làm nó kiểu cách cho chị tí xíu. Dạ. Yeah. Ừ, để chị gửi cái này qua cho em. Dạ. Yeah. Rồi cái thứ hai nữa là con chị nó thích cái giường này. Chứ đâu rồi. Đây cái giường này, nó thích cái dạng giường này. À giường kiểu Nhật. À. Giường kiểu Nhật, rồi sắp lên là cái tủ áo. À đây đây rồi. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí, Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.